Tất cả quý vị các bạn, tôi là Mạnh Ô Tô và hôm nay xin chia sẻ quý vị các bạn về một cái video nói về cái dòng xe Innova đời 2009. Thì 2009 thì cái chuyển toàn bộ cái mặt ba đờ sốc và đằng trước nó đã chuyển lên hoàn toàn thành form mới, tức là cái đèn này, toàn bộ đèn hốc đằng trước đã trở nên thiết kế lùi về đằng sau và toàn bộ mặt ba đờ sốc đã được thiết kế lại và nó trở nên có nhiều đường nét hơn và có nhiều đường gân hơn và được thiết kế hầm hố hơn để tạo ra một cái phong cách cho một con xe Innova đời 2009. La răng thì được thiết kế là thẳng và ABS. La răng được thiết kế thẳng và được thiết kế thành 10 nan. Toàn bộ hệ thống thân xe được thiết kế mập hơn và hệ thống đèn đằng sau được thiết kế là toàn bộ phần dưới là trắng, phần trên là đỏ và không đỏ, và bên cạnh được thiết kế được theo viền trắng, bên cạnh được thiết kế theo viền trắng để tạo ra một cái dáng nó khỏe xe hơn. Toàn bộ cái ba đờ sốc đằng sau cũng được thiết kế lại và nhìn nó mập hơn và có thêm cả hai hốc đèn đỏ đằng hẹn đỏ, hai hốc đèn đỏ bên dưới. Đây là do cái cản nó chắn cho nên được thiết kế bằng hệ thống đèn đỏ đằng dưới đó, thì được thiết kế lại và nhìn dáng nó đẹp hơn, dáng hầm hố hơn, form được thiết kế mập hơn, form được thiết kế mập hơn. Và gạt mưa sau thì đối với xe G thì thường lấy gạt mưa sau này được thiết kế, nhưng mà có một cái dòng khác thì nó không được thiết kế là gạt mưa sau. Toàn bộ thân xe được thiết kế từ trong ra ngoài được mập hơn đối với đời 2008. Về nội thất thì cơ bản cũng được thiết kế lại, đó là hai bóng khí và màu của nội thất tablo tabli cũng được thiết kế là chuyển sang màu kem đó. Thì những cái phần mạ này thì đối với đời 2000 vân gỗ này, thì đời 2007-08 trở về trước là thiết kế là bằng vân gỗ màu đỏ, thì đời 2009 được thiết kế là màu vàng. Và toàn bộ những hệ thống cốp, đây thì thiết kế thêm một bóng khí nữa đối với dòng xe kia. Về mặt bàn thờ táp lô thì được thiết kế mập hơn, đầy hơn đó, hệ thống hai dàn điều hòa và toàn bộ hệ thống mạng này là được thiết kế là bằng vân gỗ, kia là bằng thiết kế vân gỗ nhưng mà lại vân gỗ đỏ, đây thiết kế là vân gỗ vàng. Về cơ bản hệ thống quả số và bô lăng vẫn vậy, hệ thống ốp kính, hệ thống đè kính và hệ thống đèn sườn là vẫn vậy. Chắn nắng, đèn trần và hệ thống gió, đây là hệ thống bật dàn điều hòa đằng sau, hệ thống đèn trần. Đây là một con xe đời 2009 và cũng khá là đẹp. Toàn bộ nỉ táp ly 4 cánh vẫn còn nguyên hết. Đây là phanh tay và hốc để đồ. Thì đối với cái đời này, cái hốc để đồ này nó cũng được thiết kế là màu của nó chuyển lên một cái màu giống với màu táp ly. Toàn bộ phần này đối với và mặt bàn thờ, đồng hồ thì cũng được thiết kế lại và thiết kế khác so với cái dòng đôi chút khác
so với những cái dòng xe mà toàn bộ cái phần đèn đồng hồ thiết bị được thiết kế khá là nhìn nó khá là dễ dàng và dễ nhìn. Đây là một con xe chạy đời 2009 và khá đẹp, nhưng cũng chạy được khoảng ngoài 20 vạn cây số và toàn bộ hệ thống không một lỗi nhỏ, khá đẹp, đẹp từ mặt lề trở đi. Thì đây toàn bộ phần gương kính điện và một hệ thống đó là chỉnh những nấc đồng hồ. Đây là một hệ thống chỉnh những nấc đèn sáng tối khi tôi bật. Như các bạn nhìn thấy nấc đèn ở bên trong táp lô này, nó có thể là sáng tối khác nhau. Ví dụ như là dành cho những người mà ban đêm đi mà mắt của nó chói mắt quá thì chúng ta có thể giảm tần số đèn đi. Nó sáng tối khác nhau. Hệ thống gương kính điện ở ngay bên đầu gối trái. Hệ thống khóa cửa, gương kính auto và thêm nữa đó là hệ thống ABS. Ghế nỉ, đây là ghế nỉ này. Ghế nỉ vẫn còn nguyên theo xe, cả một dàn ghế nỉ là còn hết. Hệ thống ghế nỉ còn khá đẹp và đây là hệ thống trần còn khá là mới, khá là dữ. Bên trong xưởng trời nó hơi tối, hơi khó nhìn. Toàn bộ tâm ly cánh cửa vẫn là nỉ hết. Về cơ bản con xe này là xe nó người ta giữ được. Hệ thống cua lốp là còn nguyên hết. Máy ra đây, máy cua, máy hệ thống máy. Đây là hệ thống tablo tabli. Và đối với dòng xe Toyota này thì nó thường thường nó rất là bền. Nó bền bị hủy theo thời gian. Dòng xe Toyota này nó rất là bền bỉ và nó bền bỉ theo thời gian. Và đây là hệ thống ABS. Đây là hệ thống ra máy và chưa, con này là máy chưa hề mở. Chúng ta sẽ xem về phần mặt máy bên này thì có chỉnh răng cò rồi, nhưng mà về phần ốc bên dưới, ví dụ như con ốc này, những hệ thống ốc đầu máy bật trên cái đèn pin. Sâu vào bên dưới chúng ta sẽ nhìn những con ốc này. Đó, thì ốc ba màu vẫn còn nguyên này. Đó, những ốc đầu dàn máy là chưa sờ vào, những con ốc này cũng chưa có sờ vào luôn. Chúng ta nhìn thấy đây. Đó. Đây là một con máy mà nó còn nguyên. Về phần ốc chỉnh này, ốc đầu này, chúng ta nhìn thấy đây. Tôi sẽ le đèn sang cho quý vị các bạn nhìn thấy dễ nhìn hơn. Đó, ốc nó chưa sờ đến và nó
còn khá đẹp và nó còn khá nguyên. Phần hệ thống két nước, răng đầu là xe nó nguyên hết. Và đối với dòng xe Toyota này thì bản chất nó là một con xe mà được rất nhiều người tin dùng, và hiện tại trên thị trường cũng khá chuộng đời 2009-2010. Và năm nay có khá nhiều người tìm, thì đây là một con 2009 form mới, hai bóng và nội thất khá đẹp, toàn bộ hệ thống đồng vỏ rất là đẹp, và la răng lốp mới, hệ thống khám dài chính chủ, tên tư nhân. Để chúng ta nhìn thấy đây, đây là những hệ thống chưa rửa ráy gì cả, những hệ thống này là những hệ thống trong bình xăng, hệ thống ghế nỉ và hệ thống táp ly cửa, nhìn nó còn khá đẹp. Đây là hệ thống tắm nỉ ghế đây, có cái chỗ cứ dự đoạn như thế. Đây là xe nó không bọc, và ông chủ nó chỉ bọc. Đây là hệ thống ghế đằng trước, ghế đằng sau thì là không bọc. Đây là khóa cửa. Đây là những hệ thống vòi voi cánh cửa này, và toàn bộ còn nguyên hết. Như thế này là nhìn trần dễ nhất, trần nó khá mới. Lăng quả số đây, con thay trần. Đây chúng ta nhìn thấy những con xe mà cái da bọc này này, cái da bọc của cái tay, cái tay đấm số này mà nó còn nguyên và nó còn đẹp, thì là những con xe chạy nó ít, thì có nhiều con xe nếu mà chạy nhiều rồi là cái da bọc này nó có vẻ nó muốn rách, hoặc cái quả số này nó quá mòn, nó không còn những cái vân, nó không còn những cái vân sần này nữa, tất cả những núm điều hòa nó không còn, những cái hệ thống quạt gió này nó mất, thì là những con xe đấy chạy nhiều. Như hệ thống AC này, đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ với quý vị các bạn về cái hệ thống núm AC này. Nếu chúng ta không biết những con xe chạy nhiều thì nó sẽ mòn những cái đó, và đặc biệt là những hệ thống trần này, hệ thống mở gió điều hòa này, như thế đó, cái trần con này nó đây, thì chúng ta nhìn thấy đây, tất cả những cái này nó còn lấy hết đấy. Hệ thống trần khi tôi xe máy nó gần rồi thì nó, đây là con xe mà trần theo nó còn đẹp và nó còn giữ được, nó còn đẹp như vậy. Nó là đối với dòng xe Innova đời 2009. Và rất nhiều người có hay comment là nói giá luôn, thì con xe này nó nằm ở 420 triệu. Thì đối với đời 2009-2010 có những con 380-370 thì nó là những dòng xe mà nó chạy dịch vụ, hoặc nó có thể nó bị khoan, hoặc nó có một cái lỗi nào đó, hoặc nó chạy nhiều. Thì xe trên thị trường nó rất nhiều, có rất nhiều con xe nó chỉ tầm, thậm chí có những con xe 2009 giờ này tầm 450, có những con 380, 390, 400, 420, 430, và có rất nhiều những giá trên thị trường vào thời điểm này. Thì nó tùy thuộc vào những con xe mà nó chất hay không chất, thì giá nó được đánh giá theo tiêu chí của người dùng. Thì là như vậy. Thì có nhiều người cứ hỏi thấy rằng là sao xe nó lại tranh nhau, nó lại đắt, nó lại rẻ, thì chúng ta phải tìm xe, phải hiểu về xe, phải biết xe thì chúng ta sẽ mua những xe nó chất và nó đẹp. Thì đây là cái video tôi chia sẻ với quý vị về cái dòng xe Innova đời 2009. Cảm ơn quý vị đã xem video, và tôi có để số điện thoại bên dưới, nếu quý vị mong muốn chia sẻ điều gì thì có thể gọi điện trực tiếp cho tôi, hoặc là nhắn tin vào Zalo và Facebook, số điện thoại 0971076888. Thì tôi sẽ tư vấn cho quý vị các bạn, và tôi có để số điện thoại là 0978807888, thì quý vị có thể gọi điện trực tiếp. Thì hoặc là một điều mong muốn nữa là quý vị các bạn muốn tôi chia sẻ điều gì mà nó chi tiết hơn, hoặc về xe, thì có khi có trên ảnh có những con xe như vậy, nhưng mà phải đến thực tế thì chúng ta sẽ biết được rằng là nó có đẹp hay nó xấu. Thì quý vị các bạn có thể liên hệ trực tiếp, hoặc là đến trực tiếp gara nơi tôi kinh doanh, thì có thể là giao lưu trực tiếp. Cảm ơn quý vị đã xem video, và chúc quý vị các bạn một buổi chiều, buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và nếu thấy hay, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ mọi người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video clip tiếp theo.